Đồ gỗ Lộc Thọ thì Viễn xin chào tất cả mọi người và các bạn. Thì hôm nay là ngày 9 tháng 5 dương lịch năm 2021. Hiện nay cơ sở đồ gỗ Viễn tôi và dựng hoàn thành xong phần sơn BU. Bộ sập thờ án gian chân 14 có kích thước chiều dài là 197, chiều rộng 107 và chiều cao là 1m27. Cùng với chiếc bàn cơm có kích thước chiều dài là 107, chiều rộng 61 và chiều cao 55. Để lọt lòng một chiếc bàn to. Thì đây là chất liệu gỗ hương đỏ được một anh khách ở ngoài Thủy Nguyên, Hải Phòng đặt bên cơ sở gỗ chúng tôi cũng được một thời gian là hơn 20 ngày. Thì hôm nay em Tịnh đã làm xong cái sản phẩm này và quay lên cho anh khách của Thủy Nguyên. Thì đây là mẫu sập thờ, mẫu sen lọng thủng. Thì có thể nói cái mẫu bàn sen này là một trong những mẫu bàn thờ bán chạy nhất của Việt Nam từ năm 2020 đến hiện tại bây giờ năm 2021 rồi vẫn đang hot, bán chạy nhất của Việt Nam nha mọi người. Nhìn rất là đơn giản nhưng mà lại đẹp, rất đơn giản và đẹp, dễ lau chùi và rất là hiện đại nha mọi người. Thì hôm nay em đang đứng trước cơ sở đồ gỗ Anh Tiến nha, em quay lên gửi lên toàn thể quý khách hàng gần xa cùng chiêm ngưỡng sản phẩm này là bộ sập thờ án gian chân 14 gỗ hương đỏ, rất là đẹp nha mọi người. Quay gần vào mới đẹp. Đây em quay tổng quan cho mọi người xem một lần. Đây phần ngang bàn thờ sen tai cuốn, bàn thờ sen tai cuốn, cái màu gỗ nó hương đỏ nhưng mà sơn lên rất là đẹp nha mọi người. Quay tổng quan cho mọi người xem một lần, bên trong là bàn to, bên ngoài là bàn nhỏ. Đây từ những chiếc bàn cơm cũng là em cũng tuyển chọn những cái vân gỗ rất là đẹp. Đây mặt bàn to đây, màu sơn rất là đẹp nha. Thì hôm nay 9 tháng 5 em đã quay xong cái sản phẩm này. Thì dần dần đây rồi, ai có nhu cầu mua sắm đồ thờ đi ạ, bàn thờ đi ạ, về tất cả các loại gỗ, tất cả các loại gỗ thì liên hệ trực tiếp với số điện thoại của em Tình là 0964 26226. Trân trọng cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này.